Emry xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Emry đang có mặt trên đại lộ Võ Văn Kiệt đây, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này thì gia đình chúng ta thấy đường rất là đẹp, thông thoáng rồi. Thì trước đây thì đường đại lộ Võ Văn Kiệt này có tên là đường Hàm Tử, sau đó thì giải tỏa mở rộng đường ra thành đại lộ Đông Tây, và thời gian sau nữa thì đổi tên thành đại lộ Võ Văn Kiệt ha. Đó thì cả nhà mình thấy là khu vực này thì chuyên về bán về vật liệu xây dựng đó, rất là nhiều. Và ở đây thì tôi thấy người ta chuyên về bán trứng nữa nè, có cái lò bán chuyên bán trứng ha, hấp trứng luôn. Thì trứng thì có các loại trứng như là gà, vịt, cút nè, rồi cả trứng tươi rồi trứng lộn luôn đó. Buổi sáng mình thấy đó, ra đây thì rất là thông thoáng rồi. Bây giờ thì coi như là cuối tháng 3, cũng là cuối quý 1 năm 2024, tình hình kinh tế của bà con thì hiện tại vẫn còn trong một cái gì đó gọi là eo xèo. Tình hình kinh doanh thì gần như luôn. Giai đoạn này thì vừa rồi Ri cũng có xem là 5 phút chuyện thị trường của nhà báo Kim Hạnh. Thì bây giờ thì gọi là người ta đã rút ra khỏi các sàn rất là nhiều. Đó thì nghe nói sàn thì Ri cũng mưng gọi là miên man, tưởng đâu là sàn chứng khoán. Đó thì nhưng mà thật sự mà nói thì nhà báo Kim Hạnh nói là sàn đây là sàn thương mại điện tử ha. Thương mại điện tử thì bây giờ coi như là cái quý 1 này bán khá là chậm luôn, coi như là doanh thu sụt giảm, do là trước Tết thì người ta mua rất nhiều rồi. Có nhiều nguyên nhân để người ta mua. Thứ nhất là người ta mua để người ta trữ hàng để xài Tết trong những ngày cận Tết. Rồi thứ hai là trong cái giai đoạn đó thì tung ra nhiều cái chiêu trò gọi là PR khuyến mãi giảm giá đủ kiểu luôn, cho nên là người ta thấy là giá rẻ nên người ta mua, người ta rất chữ để xài dần. Và dần dần thì sau Tết gia đình chúng ta thấy là sức mua rất là chậm, doanh thu thì cái sàn thương mại điện tử thì sụt giảm rất là nhiều, và có một số doanh nghiệp đó, người ta rút khỏi sàn luôn, lý do là kinh doanh buôn bán giờ chậm quá, khó khăn quá. Mình thấy đó, thật sự mà nói thì sàn thương mại cũng có một số anh chị thành công rất là đỉnh luôn, nhưng mà chỉ đó là một số thôi, còn đa số gọi là thất bại hết. Nhiều khi cái tỷ lệ nó còn thất bại còn hơn cái chợ truyền thống nữa. Mình thấy là chợ truyền thống giờ buôn bán là khó khăn rồi, nhưng mà thương mại điện tử mình thấy bán thì gọi là mênh mang trên mạng, quá nhiều mặt hàng, quá nhiều sự lựa chọn, dần dần cho nên là sự cạnh tranh trên đó còn khốc liệt hơn chợ truyền thống nữa. Nhiều người bán mà bây giờ là than lỗ, chịu không nổi, nhập hàng về rồi chịu trận luôn, thời gian phải bỏ luôn. Đó thì khó khăn rất là nhiều ha. Kể cả sức mua, tình hình kinh tế thì khó khăn, nó sẽ ảnh hưởng đến sức mua rất là nhiều. Thành ra là kể cả chợ truyền thống nè, rồi siêu thị nè, rồi kể cả sàn thương mại điện tử nữa, thì bây giờ cũng gọi là khó khăn trăm bề luôn rồi. Mình thấy tình hình rất là căng luôn ha. Mình khó khăn gọi là đủ kiểu luôn. Ở đây thì khu vực xung quanh đây thì người ta bán về gọi là đồ phong thủy rất là nhiều ha. Đồ phong thủy thì khi thấy là có ngà voi rồi nè, không biết là thiệt hay không, cẩm thạch đồ, coi như là đá ruby đồ đủ thứ ha, những cái chuỗi phong thủy rồi rất là nhiều nữa. Mình thấy là một cái xe mà đẩy ngoài đường, một cái xe nhỏ nhỏ gì thôi thì đây là cũng là tiền tỷ rồi, rất là nhiều ha. Đó giá trị nó lớn quá, cho nên là mình thấy đó, một cái xe nhỏ nhỏ thôi thì người ta cũng phải nói là đầu tư, gọi là vô đây là tiền tỷ tỷ không. Nói chung là kinh doanh về mặt gọi là vàng bạc đá quý này thì gọi là rất là giàu dữ luôn, chứ phải giàu bình thường nữa đó. Nhưng mà ở đây thì gia đình chúng ta thấy là một thời thế thời, cho nên là dù kinh doanh rất là giàu, những người đây vốn rất là mạnh, nhưng do có một cái sự gọi là kinh tế suy thoái từ Covid-19 đến giờ 20, 21, 22, 23, rồi năm nay thì 24 rồi, cho nên là sẽ gọi là nhiều người ta gồng không nổi nữa, đã bỏ chạy. Mình thấy đó, thời gian mà kinh tế cứ suy thoái vậy thì ngày xưa thì còn sắm dây chuyền đồ, rồi đeo mặt này mặt kia đồ, nghe phong thủy đồ, sắm vòng tay ngà voi đồ, còn bây giờ mình thấy như là chậm, rất là chậm luôn. Ở đây thật cái cửa hàng khủng khiếp luôn, không quá trời cái cửa hàng mình thấy nè, rất là lớn luôn nè, có đầy hàng giá trị rất là cao luôn, nhưng mà do mình thấy là vắng quá, vắng từ gọi là
thời điểm này sang thời điểm khác luôn, dần dần trụ nổi nên gọi là phải bỏ chạy thôi. Mình thấy là ở đây là cái lục bình nè, rồi tượng Phật, rồi những cái mà đá lớn như vậy còn là giá 100 triệu thôi. Những tảng đá như thế này nè, 100 triệu bạc tỷ thôi, mình thấy là khủng khiếp không. Những cái tài sản đây là lớn, cho nên là kinh doanh đây là toàn là đại gia không, mà đại gia thứ dữ chứ không phải đại gia bình thường nữa, giàu cực giàu luôn, vốn rất là mạnh mới làm được mấy cái này. Mình thấy đây quá trời luôn, thấy không, đồ phong thủy người ta đụng tới là những cái viên đá mà mặt dây chuyền nữa, đụng tới là 7-7 triệu rồi, 2-3 triệu, 3-4 triệu đó. Thì những cái mà bự bự nữa thì mình thấy đó, vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí là lên hàng bạc tỷ là chuyện rất là bình thường thôi đó. Tình hình kinh doanh mình thấy đó, rất là khó khăn ha. Nhưng mà do là kinh tế khó khăn quá cho nên là bây giờ thì cái nhu cầu mà mua sắm của bà con nó giảm rất là nhiều. Chính vì vậy mà các cửa hàng ở đây thì cũng gặp khó khăn ha, trong cái việc kinh doanh mua bán như thế này. Đây thì để Duy sẽ chạy lên xích trên nữa cho gia đình chúng ta cảm nhận được cuộc sống của bà con đây thì hiện tại như thế nào. Đây thì khu vực đường An Bình ha, quận 5. Nhưng mà mình thấy đó, quá trời luôn nè, kinh doanh rần rộ luôn. Chuyên, con đường này là chuyên luôn rồi. Hàng mà thấy quá trời luôn đó. Mình thấy là một cái miếng ngọc gọi là, đó nói là kia thì không gành, người ta gọi là đá đó, gì ngọc bích cẩm thạch gì đó, rồi ruby gì đó, nhiều cái gọi đó, miếng nhỏ xíu thôi 3-4 triệu rồi đó. Rồi chưa tính tiền công nữa nha, tiền công người ta tạo ra cái tượng Phật hay là tạo ra một cái linh vật nào đó thì đó là tính riêng nữa đó. Mình thấy giá trị rất là lớn không đó, là bây giờ mà phải chịu trận hết nè, ngồi mà âu ơ dí dầu mà than thở luôn, khó khăn đó. Nhiều khi là bán cả ngày luôn, không bán được trong khách nào hết. Đây là ngã ba ha, của đường An Bình và đường Bạch Vân. Nếu mà rẽ phải vào đường Bạch Vân thì chúng ta sẽ chạy thẳng vào Bình, nhưng mà đây thì sẽ đi thẳng luôn. Mình thấy một cái xe gì thôi giá trị rất lớn nè, tiền của dòng rồi đó, còn là đá rồi giá trị cao không. Nhưng mà bây giờ thì những cái đại gia này gọi là cũng thở, gọi là thở hơi lên hết đó. Mình nhìn thấy là có nhiều chỗ ra dọn, ta nghĩ nó không bán nữa do chậm quá, rồi ế vắng quá, rồi gồng hoài chịu không nổi lỗ. Nhập hàng vô gia đình chúng ta thấy là phải có đẩy hàng ra, nhưng mà đẩy không được, ôm hàng riết rồi không có tiền mà sống luôn, gọi là trên một cái đống tài sản của mình mà giờ bán không được. Ví dụ vàng đồ thì gia đình chúng ta thể bán được, còn đá cẩm thạch ruby rồi gọi là trang trí phong thủy mà, trang sức rồi đó. Nhưng mà bây giờ để bán thì giá rất là rẻ. Đây nguyên cái quán cà phê lớn của mình thấy sáng mà không thấy khách nào chứ, kinh doanh chỗ này thì sao mà trụ nổi thôi đó. Buôn bán bây giờ thì mới thấy được là rất là khó khăn ha. Kinh doanh gọi là ảm đạm luôn rồi, mở một quán cà phê ra đẹp như vậy toàn là bỏ bạc 100 triệu ra đầu tư không à, mà khách thì bây giờ không có thì biết sống làm sao đây, kinh doanh làm sao đây, gọi là trăm thứ luôn ha. Đây nữa là thêm một cái cửa hàng nữa, thấy quá trời luôn không, rất là hoành tráng luôn. Gọi là đồ trong đây thì mình đụng vô toàn là bạc chục triệu, bạc 100 triệu không à, tài sản đây là khủng khiếp luôn. Nhưng mà bán thì bây giờ bán không được, coi như ngâm đó chịu trận hoài. Hàng tháng phải là tiền mặt bằng, nhân viên, đủ thứ tiền hết, trong khi thì một đống tài sản đó thì để nguyên đó không làm gì được hết, cũng khó khăn đó. Thì về lâu về dài mà cứ vậy hoài trụ không nổi thì nhiều cái cửa hàng người ta phải là bỏ chạy luôn, chịu không nổi. Mình thấy quá trời đá luôn đó, ha. Đá khủng khiếp luôn ha. Đây người ta thuê 3-4 mặt tiền liền luôn, khủng khiếp như thế này đấy đó, quá trời quá đất luôn. Nhìn đâu cũng thấy là một cái cục đá vậy là biết bao nhiêu tiền nói. Mình thấy tài sản đây là quá trời khủng luôn rồi, nhìn là không thể nào mà đong đếm nổi cái giá trị ở đây. Nhưng mà tình hình kinh doanh đây thì càng lúc càng khó khăn, càng lúc càng chậm rồi. Mình thấy bà con đây là như những cái tiệm tạp hóa này, tạp hóa thì lúc trước là mình thấy đó 3-4 người phụ luôn, bán hoài bán không kịp, còn bây giờ mình thấy là ít quá trời luôn, gần như là không thấy người mua luôn. Mà đây thấy chú chạy xe sáng giờ được mấy cuốc rồi chú, sáng giờ được mấy cuốc rồi, có cuốc hả? Mình chạy gì là thu nhập mình cao không hả chú, chạy gì là thu nhập mình cao không chú? Dạ ngày mà khoảng nhiêu hả chú? Dạ hên xui à. Vậy là trung bình ngày khoảng nhiêu, khoảng 100 không? Có khi có khi không hả chú?
Dạ, cảm ơn chú. À, có đi công chuyện rồi nhiều, xa chút thì nhiều. Không đi là ngồi tới chiều đi về luôn. À, cũng khó khăn ha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Thấy bây giờ thì kể cả cái nghề xe ôm thì cũng rất là khó khăn. Xe ôm truyền thống thì bây giờ cạnh tranh không lợi với xe ôm công nghệ. Nhiều hãng quá, nhiều hãng ta đầu tư quá. Giờ như xanh SM bây giờ là đóng khoảng một, nghe anh em nói khoảng 1 triệu là lấy được chiếc xe rồi. Là thế chân vô 1 triệu hoặc là 4 triệu gì đó, tùy theo đời cũ đời mới. Thì có một chiếc xe để chạy xe điện mình thấy đó. Rất là dễ tiếp cận luôn. Thành ra bây giờ thì nhiều người đã chạy quá. Mà nhiều người chạy như vậy thì cái lượng khách thì nó không có nhiều. Cho nên là khó khăn vẫn khó khăn. Và vắng thì nó vẫn vắng thôi. Đó thì trăm kiểu luôn ha. Trăm kiểu mình thấy đó. Cuộc sống bây giờ coi như là te tua tơi tả bớt xê lết luôn rồi. Rất là buồn cho những cái hoàn cảnh kinh tế của bà con hiện tại như thế này. Không biết là nó sẽ như thế nào nữa. Đó thì mình đi mình thấy đó. Ở đây thì có một cái tiệm, cũng bán về đá quý Cẩm Thạch nè. Nhưng mà đi thấy cũng đóng cửa, đâu có mở nữa. Giờ này thì 9 giờ rồi, tất cả các cửa hàng ta đều mở hết rồi. Những cái cửa hàng mà không mở thì mình cũng hiểu rồi. Bên đây cửa hàng trang sức nữa nè, người ta cũng bỏ chạy. Gọi là vắng rất là nhiều rồi, nhiều cửa hàng ta trụ nổi, người ta bỏ chạy luôn. Tình hình thấy khó khăn ha. Kinh doanh mua bán giờ thì ối trời ơi luôn rồi, mình thấy quá trời luôn. Những cái đây thì rất là đẹp đây. Những cái cửa hàng mà đá mà người ta làm thành những cái cây luôn, người ta kết chùm luôn, mình thấy quá trời đẹp luôn. Nhìn là ghiền luôn ha. Nhưng mà khó khăn thì vẫn gọi là trồng chất khó khăn thôi. Kinh doanh bây giờ coi như là eo xèo đủ kiểu rồi, quá trời chậm luôn. Không biết sẽ như thế nào nữa. Đó thì mình nhìn thấy như cửa hàng như vậy thì biết bao nhiêu tiền mà nói. Gọi là tỷ tỷ luôn. Gọi là tiền tỷ, đếm xỉu luôn. Đó thì tiếp tục ha, Ri sẽ chạy tiếp luôn. Đây trước mặt gia đình chúng ta là đèn xanh đèn đỏ ha, ngay góc chỗ đường An Bình và Trần Hưng Đạo đó. Thì bây giờ Ri sẽ chạy nhóm chạy nhanh xíu ha, chạy nhanh xíu cho qua cho kịp đèn đỏ luôn đó. Thì gia đình chúng ta thấy là chạy nhanh vậy thì cái màn hình nó hơi ấy ha, hơi giật một xíu đó. Đây thì ngay một cái lô gốc luôn nè, lô gốc bất kính điện phủ nè đó, thì cũng phải cho thuê hết rồi. Thấy nè, đây một cái lô gốc luôn ha. Rồi cũng phải cho thuê thôi, cho thuê mà không ai thuê nữa, chứ không phải là cho thuê mà có người thuê. Bên đây đối diện thì nhà hàng khách sạn Đồng Khánh ha, 3 sao đây, thuộc hệ thống của Sài Gòn Tourist đó, mình thấy đó. Bây giờ thì coi như là khó khăn trăm bề luôn rồi. Nó đi tới đâu cũng thấy là một cái cảnh rất là vắng. Và ở đây thì đường An Bình này rất là nổi tiếng, có một cái bệnh viện gọi là bệnh viện An Bình. Thì khu vực ở đây thì người ta buôn bán sầm uất từ ngày xưa tới giờ luôn. Đó thì bệnh nhân đầu vào cũng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì nhìn cũng te thua thôi, đã bớt xe lết, mình thấy không? Kinh doanh đây là đó, cổng bệnh viện đây. Đó thì bây giờ bệnh viện An Bình cũng đang xây dựng lại rất là hoành tráng luôn. Rất là lớn. Thì để đi xe chạy xích lên trên nữa, xem như thế nào. Đây, cả nhà mình thấy ha. Quá trời luôn. Xung quanh đây, đây là bệnh viện An Bình. Cái cổng này thì hiện tại thì cái cổng chính, nhưng mà do là đang xây dựng chưa có xong, cho nên là bây giờ cái phòng khám, cái cửa khám bệnh đó là bên kia, bên đi đường Trần Phú. Cho nên thấy là bên đây nó vắng, chứ thật ra thì bệnh viện An Bình đây, khu vực bên đây thì rất là đông ha, rất là sầm uất ha. Đó thì do tập đoàn ha, đơn vị tài trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát ha, đó là vừa rồi vụ Trương Mỹ Lan đó, và Trương Mỹ Lan là tập đoàn Vạn Thịnh Phát đây, người ta tài trợ ở đây công trình đây. Mình thấy thì có rất là nhiều bệnh nhân ha, rồi xe ôm công nghệ nè, người ta cũng gọi là ở khu vực này thì đông bệnh nhân, cho nên là đây thì người ta cũng rất là nhiều đấy. Hãy để sẽ chạy lên một đoạn cho gia đình chúng ta thấy được là vẫn là bôn ba với cuộc sống đây. Cái cổng thì bên kia rồi, nhưng mà bên đây thì thông thoáng nè, người ta có thể là chờ người nhà bệnh nhân nè, rồi chờ khám bệnh này kia đủ kiểu. Mình thấy đó, thì có những cái khách này. Ê, vào đây bãi xe rất là đông, khu vực đây rồi, nghe thấy bãi xe đây đông quá. Đó thì khu vực bắc này là chuẩn bị là sầm uất rồi ha. Đây thì nghe thấy là có những cái anh chạy chú chạy xe ôm công nghệ cũng có mặt ở đây để mà chờ khách đây. Đó, khu vực này gọi là rần rần rộ rộ luôn ha. Bãi dưới xe bệnh viện giờ rất là lớn, mà thấy là
đa số các bạn giữ xe bây giờ là không đáp ứng được cái công suất luôn, bệnh quá trời bệnh luôn. Cái người bệnh thì gọi là bao la bát ngát luôn, thấy nè, vào cái chỗ mà cổng bệnh viện ha, quá trời luôn đó. Thì người bây giờ người bệnh đó, thì không biết đâu quá trời luôn. Còn công việc và kinh doanh buôn bán thì bây giờ coi như là eo xèo phá sản đó. Thì một cái gọi là nghịch lý đó, khó khăn, gọi là chồng chất khó khăn luôn đó. Đây cả nhà mình thấy nè, đó ngay đây thì cũng có một cái phòng khám ha, cũng mở cửa ngay đây nữa. Bệnh nhân ta đợi rất là đông ở đây luôn, quá trời luôn nè. Và mình thấy là vô bệnh viện là ngồi đợi nhiều khi khám một chút thôi, nhưng mà phải là ngồi đợi vì số lượng người đông quá. Sáng mình đi sớm rồi, nhanh rồi khoảng 10 giờ 11 giờ mình xong, có khi xét nghiệm rồi nhiều á mà không kịp á là phải rơi ra qua buổi chiều luôn. Buổi chiều mà có kết quả có xét nghiệm rồi mới có thuốc điều trị, mình thấy đó. Đại lý vé số quá trời luôn, coi như là cuộc sống khó khăn thì vé số càng ngày là càng dữ. Thì năm 2023 là lịch sử luôn, vé số gọi là đạt doanh thu là cao nhất trong mọi thời đại luôn, từ trước đến giờ mình thấy đó, thấy không, khó khăn ha. Đó thì bây giờ là khó khăn quá, chỉ cầu may thôi, hy vọng là trúng cái thì còn giải quyết được nhiều vấn đề ha. Còn bây giờ thì khổ quá trời rồi, thì còn 10.000, 20.000, 50.000 gì đó. Thì đó thì mình ha, ra mình mua một tờ vé số để mình hy vọng thôi. Cuộc sống rất là khó khăn luôn. Đây, thì clip em đi đến đây thì để giới thiệu thêm nữa. Đối diện bên đường là bệnh viện 7A đây, kế bên bệnh viện 7A là bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ở khu vực này thì gia đình chúng ta thấy có rất là nhiều bệnh viện ha. Và clip em đi đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em đi cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.